Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 18 tây tháng 12. Bây giờ là khoảng chừng là 12 giờ 40 phút trưa. Thì hôm nay tôi muốn mang đến cho bạn một số những cái thông tin Đương nhiên chúng ta sẽ nói về một số những cái tin tức và một số những tài liệu on chain căn bản Nhưng mà ngày hôm nay đó thường muốn dành nhiều thời gian hơn để mà cùng với các bạn xem Một số những cái địa chỉ ví của cá voi xem coi là họ đang làm gì ở thời điểm này Chúng ta cũng thường hay xem những tài liệu này trước đây đó Nhưng mà gần đây chúng ta nhìn những tài liệu tổng hợp on chain Cho nên tôi muốn dành thời gian đây trong video ngày hôm nay để mà chia sẻ một số tài liệu chi tiết hơn với các bạn nhưng mà trước hết thì các bạn hãy được là ở thời điểm hiện tại đó thì cái chỉ số tham lam và sợ hãi là ở mức là 24, 24 nghĩa là gì? 24 các bạn hãy trên màn hình đó chính là cực kỳ sợ hãi và ngày hôm qua cũng là cực kỳ sợ hãi ở mức là 23 và tuần rồi đó cũng là cực kỳ sợ hãi ở cái mức là 16 và các bạn có đang sợ hay là không? Các bạn comment ở bên dưới. Thuận đó thì dựa theo những cái comment đó, Thuận cảm thấy được là cái mức lo sợ thực sự là không có cao như là chúng ta đã chứng kiến hồi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 mà cái mức là bây giờ Thuận nghĩ là cũng có bạn lo sợ đương nhiên rồi nhưng mà Thuận nghĩ là cái số lượng người đã không có cao. Phần lớn đó là mọi người hình như là hơi nản một chút tại vì giá cả đó thì không có cái sự dao động mạnh mà cứ đi xuống từ 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 từ. Và các bạn nên hiểu đó là cái lúc mà thị trường này ảm đạm nhất không phải là lúc mà giá cả đột ngột đi xuống mạnh mà là cái thời điểm là giá cả cứ đi hàng ngang rồi cứ đi xuống từ từ đi hàng ngang từ từ đó chính là lúc mà nhiều người rời khỏi thị trường này nhất và nếu như mà cao vôi muốn đẩy nhiều người ra khỏi thị trường này đó là cái cách hay nhất mà họ có thể làm chứ không phải là giật cây ngọn nến đỏ dài xuống rồi đẩy hết mọi người ra. Tại vì các bạn thấy được là từ cái thời điểm mà chúng ta đi xuống hồi tháng năm mới đây đó thì uh, lúc đó thì nghĩ là những bạn mới đó thời điểm đó phần lớn đã rời vào thị trường này rồi những bạn nào mà đã từng trải qua tháng 5 đó thì ở những mức này cũng không có sợ lắm đâu chỉ là thường nghĩ là có nhiều bạn hơi nản và hơi chán một chút tại vì giá cả nó cứ âm bị bị như vậy và chúng ta thấy là một số đó những cái bạn mới tham gia vào đây thì cũng không có nhiều lắm tại vì sao cái thời điểm đó mặc dù chúng ta đã một lần nữa đi từ cái mức là 63.000 xuống còn 29.000 rồi từ 29.000 các bạn lại đi ngược cho lên tới cái mức cao gần đây đó là 69.000 rồi sau đó từ 69.000 xuống đến mức hiện tại là khoảng 46-47.000 Thì uh, trong cái thời điểm đó mặc dù chúng ta đã có cái định mới đó Ở mức là 69.000 đô Nhưng mình thường lại không cảm thấy là thời điểm đó có nhiều bạn mới tham gia vào trong thị trường này Cho nên nếu nói là chúng ta có nhiều bạn mới trong vòng 2-3 tháng qua Thì nghĩ là cũng không có nhiều lắm đâu Không có nhiều như là chúng ta thấy hồi cái thời điểm hồi tháng 5 Cho nên đó là cảm nghĩ cái nhân của mà thôi Các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment ở bên dưới chúng ta nhìn chung đó à, trong cuối tuần này chúng ta đã thấy là bắt đầu tờ, từ ngày hôm qua giá cả đã có cái sự đi xuống thì tại sao vậy có phải chúng ta lại thấy hiện tượng là nhiều lệnh long bị thanh lý hay là không thì cũng không phải đâu các bạn nếu như mà thùng refresh cái trang coinclass.com này đó thì uh, tiếp tục có nhiều bạn thùng làm sao để xem những cái tài liệu liên quan tới là bao nhiêu lệnh đã bị thanh lý thì các bạn có thể vào cái trang web có tên là coinclass.com sau đó các bạn bấm vào cái nút là liquidation thì các bạn thấy được là trong vòng 1 giờ qua thì có khoảng chừng là không tới 1 triệu đô la lệnh bị thanh lý, trong vòng 4 giờ qua thì không tới 10 triệu, trong vòng 12 tiếng qua thì không tới 45 triệu và trong vòng 1 ngày qua 24 giờ chỉ có 110 triệu mà thôi. Con số này rất là thấp mà chưa có hồi nãy con số này nhiều nhưng mà thực sự rất thấp. Những ngày mà chúng ta thấy có nhiều lệnh bị thanh lý đó là lên tới là 1 tỷ, 2 tỷ là thường thấy như là gần đây. Cho nên chúng ta không thấy hiện tượng là nhiều lệnh bị thanh lý thì giá cả À, tiếp tục đi xuống tại vì sao vậy thì tôi có thể chia sẻ với các bạn là trong vòng 2 ngày qua chúng ta thực sự cũng không có thông tin gì nổi bật ở trong thị trường crypto mà dẫn đến là cái giá cả lại ảm đạm và đi xuống gì đâu Thật nghĩ là cái sự ảnh hưởng đã đến từ thị trường tài chính nói chung tại vì chúng ta thấy được là hôm thứ sáu ngày hôm qua đó thì kết thúc là những chỉ số của chứng khoán lại đi xuống Các bàn thấy chỉ số Dow Jones lại là màu đỏ S&P lại là màu đỏ và Nasdaq cũng là màu đỏ nhưng mà ngày hôm qua thì xuống không nhiều lắm xuống 0.07% cho chỉ số Nasdaq nhưng mà ngày trước đó đã xuống rất nhiều rồi thì uh, tôi nghĩ là cái sức ảnh hưởng là đến từ thị trường tài chính nói chung thì uh, bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 12 ngày nữa thôi là đã kết thúc của năm nay rồi thì như thường đã chia sẻ với các bạn đó một số người trong đó có rao pa thì uh, nghĩ là có thể là những cái tổ chức đầu tư bây giờ đó họ cũng muốn là chốt một phần lời hay là thời gian này họ không có muốn tiếp tục đầu tư nữa thêm vào thị trường này tại vì họ muốn kết thúc cái năm này để mà lock có nghĩa là để mà ứng định cái phần trăm lợi nhuận của họ tại vì nhiều cái quy quản lý đó họ được trả lương và bonus dựa theo là năm rồi là họ kiếm được bao nhiêu tiền cho quỹ vân vân thì đây cũng có thể là một cái lý do và bây giờ đó lại có nhiều cái sự suy nghĩ nhiều cái tin đồn ở trong thị trường tài chính đó là có thể là chúng ta đã thấy cái đỉnh của thị trường chứng khoán rồi và bắt đầu từ năm sau chứng khoán nó sẽ không có tốt như là 10 năm mới đây thì chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi một những điều mà thôi có thể chia sẻ với các bạn đó để thường đi lên twitter đi để thường chia sẻ một cái tweet đến từ eric voorhees nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 thì các bạn thấy là đây là cái thuyết được chia sẻ là ngày 17 tây ngày hôm qua của Eric Voorhees. Eric Voorhees là một người mà trong thị trường này đã lâu năm rồi là CEO của cái uh, sàn Sapship đó. Thì các bạn thấy được là Eric Voorhees đã chia sẻ là 80% của tất cả đồng đô la đã được in trong vòng chỉ có 2 năm mà thôi. Các bạn thấy được là bên dưới này đó, chúng ta đã thấy là cái uh, hình ảnh là cái hình ảnh của cái... Uh, biểu đồ M1 M11 là có hiểu đơn giản là tiền mặt của Hoa Kỳ đó thì cái số lượng tiền mặt được in ra trong vòng 2 năm qua các bạn thấy là cái đường màu xanh này đó đi dựng đứng lên luôn tại vì rất nhiều tiền đã được in ra trong vòng 2 năm qua và cái sự in tiền này sẽ tiếp tục và tiếp tục mà thôi và Evohines muốn nói đó là đây có thể lý do tại sao mà chúng ta thấy là không chỉ riêng là crypto mà hầu hết tất cả tài sản đều tăng tại vì miễn là tiền tiếp tục in ra lạm phát tiếp tục có thì những tài sản mà người ta cần đó, thì càng ngày sẽ càng tăng lên nhất là những tài sản mà có cái số lượng ấn định như là chúng ta nói tới bitcoin như là chúng ta à, nói tới à, bất động sản vân vân thì sẽ có cái sự tăng trưởng theo thời gian thì chúng ta đã thấy được đây là cái hiện tượng vẫn tiếp tục là đang xảy ra thì nếu như mà nói đó là những nhà đầu tư của phố Wall đó có thể là họ ngưng không muốn đầu tư tại vì họ sợ là năm sau thị trường chứng khoán sẽ không tốt nữa thì thực ra mà nói bây giờ nếu như mà họ chốt lời thì số tiền đó họ sẽ đầu tư vào cái mảng nào các bạn cứ nhìn lại đi trong vòng là một năm hai năm thậm chí năm năm qua thì những mảng đầu tư đó hầu như mảng nào cũng đã tăng hết trơn rồi các bạn thấy được là Chứng khoán cũng tăng. Chúng ta nhìn vào crypto tăng rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào bất động sản cũng tăng rất là cao. Thì họ có thể đem tiền đi đâu? Đây là một trong những cái điều mà thường vẫn đang suy nghĩ. Thì bây giờ nếu thực sự là họ muốn chốt lời, tôi nghĩ là hiện tượng này cũng là ngắn hạn mà thôi. Chúng ta tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà nếu nói là cái hiện tượng này đã ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường crypto thì tôi nghĩ là cũng có một sức ảnh hưởng liên quan đến tâm lý mà thôi. Nhưng mà trên căn bản đó nếu như những bạn nào mà theo dõi kênh này đó nhìn vào những cái tài liệu on chain đó chúng ta không thấy được là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn trong thời gian gần đây nếu như mà những tổ chức đầu tư họ muốn chút lời thì chúng ta phải thấy hiện tượng là những bitcoin lại rời khỏi cái ví chứa lạnh của họ đi lên trên những cái sàn giao dịch để mà chút lời chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng đó cho nên cái sự ảnh hưởng bây giờ đó là tôi nghĩ là về cái mặt tâm lý mà thôi thị trường chứng khoán không được tốt thì uh, chúng ta thấy được là nhiều người có thể là họ không có muốn chấp nhận nguy hiểm quá cao cho nên cái số tiền nó không có đi vào thị trường crypto nhiều hiện bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm một số địa chỉ ví lớn để các bạn hiểu rõ hơn về cái thông tin này nhưng mà nhìn chung thì các bạn thấy được là đây là biểu đồ của nến ngày của Bitcoin thì từ khi mà chúng ta có mức là 69.000 đó ngày 10 tây tháng 11 có thể là nhiều bạn uh, mau quên chúng ta đạt đỉnh mới chỉ cách đây khoảng chừng là 4 tuần mà thôi 4 tuần trước chúng ta đã có cái đỉnh mới của Bitcoin là 69.000 và chúng ta đi trở về để thời gian cách đây không lâu đó chính là cuối tháng 9 thì lúc đó giá BTC chỉ có 40.000 mà chúng ta trở về thêm uh, thời điểm là hai tháng trước đó nữa thì giá BTC chỉ có là 29.000 mà thôi. Bây giờ giá của BTC là 46.820. Nhưng mà cái vấn đề đây là các bạn thấy được là giá cả cứ đi hàng ngang vài ngày rồi đi xuống như là các bạn thấy được trên màn hình ở tháng 11, đi hàng ngang vài ngày rồi lại đi xuống giữa tháng 11, xuống cho tới khoảng chừng là ngày 19 tháng 11 rồi lại đi hàng ngang cho đến khoảng chừng ngày 3 tới tháng 12 rồi lại đi xuống rồi lại đi hàng ngang đây là một trong những cái vấn đề làm cho nhiều bạn đang nhàm chán hiện bây giờ họ đang cảm thấy là không được vui tại vì giá cả ảm đạm đây là cái thời điểm mà những cá voi có thể làm cho nhiều người nản nhất đó là điều mình thường đã chia sẻ với bạn trước đây thì chúng ta nhìn chung đó thị trường khi mà thường refresh cái trang này lại thì ở trên con 360 chúng ta vẫn thấy có một số những cái màu xanh à, tính trong phạm vi là 24 tiếng đồng hồ vừa qua tại vì sao vậy tại vì chúng ta khi mà nhìn vào biểu đồ của nến giờ đó các bạn sẽ thấy được là cách đây không lâu đã giá của btc Thuận thấy được là ngày 18 tây Có nghĩa là cách đây khoảng chừng à, 12-13 tiếng đó, Thì chúng ta có cái hiện tượng là BTC xuống tới mức là 45.520 Sau đó đẩy ngược trở lên là mức 46.800 Cho nên chúng ta mới thấy là có nhiều cái màu xanh Ở trên màn hình hiện bây giờ Nhưng mà nhìn chung đó Khi mà Thuận refresh cái trang CoinGecko Các bạn thấy được là giá của BTC à, Chúng ta nhìn vào cái khung 7 ngày đi Thì nếu chúng ta so sánh cái giá hiện bây giờ So với 7 ngày trước đó Cho dù các bạn có cảm giác như thế nào thì các bạn cũng nên nhìn vào cái dữ liệu dữ liệu cho thấy được là giá bây giờ so với một tuần trước đó thì giá của BTC cũng giống nhau mà thôi cái sự khác biệt đó là mọi người đã lo sợ hơn rất là nhiều rồi và nhàm chán hơn rất là nhiều rồi kế tiếp nữa chúng ta thấy được là giá của Ethereum bây giờ so với một tuần trước đó thì cũng giống nhau chúng ta thấy được là giá của BNB so với một tuần trước đó thì xuống một chút xuống 3,6% chúng ta thấy được là Solana so với một tuần trước đó thì giá đã tăng 7,3% Cardano thì cũng tăng 2,4%, trong vòng 7 ngày, XRP tăng 3,3%, Avalanche tăng 39% và các bạn thấy được là Polkadot thì xuống một chút, xuống 44%, trong đó chúng ta có Terra Luna tăng 18% và Dogecoin tăng 4%, trong đó chúng ta có Shiba Inu xuống 7,2%. Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số thông tin liên quan tới Shiba Inu một chút nữa. Nhưng mà cái mình không muốn cho các bạn thấy được là mặc dù là nhiều bạn cảm thấy là nhàm chán, cảm thấy là thị trường đang rất ảm đạm thì đó hoàn toàn là cảm giác của các bạn mà thôi. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào 7 ngày qua thì về phương diện giá cả đó, nó cũng đi hàng ngang mà thôi cho rất nhiều những đồng lớn chúng ta nhìn vào một cái tài liệu mà mỗi lần nhìn thì nhìn thường lại cảm thấy rất là mắc cười đó chính là cái tài liệu liên quan đến trăng tròn thì chúng ta thấy được là trước đây cũng đã từng chia sẻ với các bạn là mỗi lần mà chúng ta thấy được là cái ngày mà trăng tròn xuất hiện đó thì thường là cái ngày mà chúng ta thấy được là giá cả của BTC đi xuống rồi sau đó sau khi mà có hiện tượng trăng tròn rồi giá lại tăng lên cho bạn thấy được là đây là một cái sự có thể gọi là trùng hợp rất nhiều lần giống như các bạn thấy là có rất nhiều người ở trên uh, Trading View đã chia sẻ cái thông tin tương tự như vậy và trước đây chúng ta cũng đã từng nói tới và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đó tại vì sao gì? Tại vì các bạn thấy được là ngày kế tiếp chúng ta có trăng tròn là ngày nào? Đó chính là ngày 18 tây tháng 12 ở Hoa Kỳ vào lúc là 11 giờ 35 phút tối có nghĩa là ngày hôm nay ở Hoa Kỳ nè tại vì hôm nay là ngày 18 tây ở Việt Nam đã là ngày 19 tây rồi nhưng mà bây giờ lúc này video này vẫn là ngày 18 tây tại Hoa Kỳ thì đây là một cái điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một thông tin mà thôi mỗi lần chia sẻ thì thường cảm thấy là cũng khá là mắc cười tại vì chúng ta là một trong những cái lĩnh vực đầu tư công nghệ chúng ta thích nhìn vào phân tích kỹ thuật chúng ta thích nhìn vào tài liệu on chain à, rất là logic nhưng mà chúng ta lại cũng nhìn vào những cái thông tin liên quan tới chăn tròn chăn khuyết như thế này các bạn nghĩ sao các bạn lại comment ở bên dưới Thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đi Và Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ Một số những cái ví lớn với các bạn Xem coi là hiện bây giờ họ đang làm gì Tại vì chúng ta nhìn chung đó thì các bạn sẽ thấy Là tài liệu nói chung Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin đang có lời bây giờ đó Thì không có nhiều 71,88% Có nghĩa là chúng ta thấy là Vẫn dưới 85 và thực ra đã đi hàng ngang à, Từ cái lúc là Ngày 10 tới tháng 12 cho tới bây giờ rồi Có nghĩa là một tuần qua chỉ số này hầu như là không có thay đổi nhiều Chúng ta nhìn vào chỉ số CDD Đây là chỉ số mà mỗi lần mà cái đường màu cam này tăng lên Là cái sự chốt lời của nhiều cá voi đã đầu tư lâu năm Nhưng mà chúng ta lại thấy cái đường màu cam này đó các bạn thấy được là không có cái sự tăng trưởng mà cứ ở mức thấp có nghĩa là chúng ta không thể hiện tượng tượng đó xảy ra và thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn khi mà nhìn vào một số những địa chỉ ví của cá voi chi tiết hơn chúng ta nhìn vào một số những tài liệu À, căn bản mà chúng ta hay nhìn đi, giống như các bạn thấy được là funding rate thì là 0.004 coi như cũng là con số 0 Nghĩa là bây giờ đó, những trader vẫn không có chắc chắn là họ nghiêng về bên long hay là bên short, bây giờ hầu như là cũng 50-50 Ở trên thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn riêng vào cái chỉ số phí qua đêm funding rate của những cái sàn mà cho các bạn sử dụng futures margin khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh futures đó, thì cũng không có thay đổi nhiều Các bạn thấy là khi mà thuận zoom vào đó các bạn sẽ thấy là khác với là những cái đợt trước Những cái đợt trước đó mỗi lần chúng ta có cái hiện tượng thanh lý lệnh long đó Thì sau đó lệnh long lại tăng lên rất là nhanh Nhưng mà đợt này đó thì mà chúng ta thấy cái đợt mà thanh lý ngày 30 tây tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12 đó Thì chúng ta thấy là sau đó thì cái lệnh long futures không có nhiều chính xác Có nghĩa là bây giờ nhiều những cái trader vẫn đang rất là thận trọng họ vẫn đang ngồi chờ đợi coi phản ứng của BTC ra sao họ muốn thấy BTC có thể là qua khỏi 49 50 ngàn trước khi mà họ lon nhiều hay là họ muốn thấy Bitcoin xuống dưới 42 41 ngàn trước khi mà họ short nhiều đó là nhìn chung vào những cái uh, trader hiện bây giờ nhưng mà chúng ta nhìn vào dữ liệu liên quan tới uh, những cái Bitcoin đẩy lên và rút ra đấy thì chúng ta có thấy nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn hay là không mà chúng ta cũng đã biết là câu trả lời của những ngày trước đó là không có thì câu trả lời trong vòng 24 giờ qua thì ra sao thì khi mà thường zoom vào các bạn thấy được là cũng là không thấy thậm chí chúng ta tiếp tục thấy hiện tượng là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào chúng ta nhìn vào dữ liệu liên quan tới Ethereum đi dữ liệu tương tự thì khi mà thường zoom vào đó các bạn thấy là Ethereum thì gần đây vài ngày chúng ta cũng thấy có hơn một ít Ethereum trên những cái sàn nhưng mà cũng không có nhiều cái nọ mà chúng ta cần phải quan tâm đến hiện bây giờ và trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy được là có thể là ngang hàng với nhau những cái thanh này đó mỗi thanh một giờ lúc mà cái thanh này xuống đi lên có nghĩa là nạp vào nhiều rút ra nhưng mà xuống đi xuống như là ngược lại thì có thể là cũng cân bằng mà thôi thì đây là những tài liệu chung mà chúng ta thường hay nhìn nhưng mà bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mình nhìn vào một số những cái tài liệu chi tiết hơn đi